giỡn cho em đi cái. Bây giờ không được nó chơi với nó luôn hả? Ủa mà không có ủi ai không? May không ủi ai. Hút chưa rồi. Hút rồi đó. Trời ơi, nó lấy hạt. Chú nghĩ ở trên cái đường băng xuống á, vô còn sống. Chú nghĩ vô xuống đó vô sống không? Mẹ nó làm cho mấy người đó chơi dưới chết rồi không? Kể cả nó luôn, tại vì xuống đó là căng này nọ rồi vừa hít cái là mà đâu ai chết được không? Quê, increase the speed. Nói mà nói là mình đi mua. Nói mà đi máy bay rồi mấy cái. Azit. Nhưng mà đi helicopter mình không sợ. Tại vì helicopter nó bị chôn mà không sống. Đâu? Nó bị chôn. Nó cho mình đậu mà. Bro, look at this. Giờ như thế nào? Quay cho má nó ngồi chứ, quay cho má nó giờ đi nhà hàng á. Sao đây? Mở ra ba chụp hình cho. Cá kìa, không có dễ chứ. Nó dễ chứ. Đây, đây có cá, mày làm ồn, có cá đi thêm nữa. Nó kêu what the hell you guys see it. Tôi đang làm mùa cho cá mới đó. Hiểu chết liền luôn.
Oh man, rồi đang 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 đang. Oh wow. Nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao cầu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, mỗi mùa lên tiếng ca gấp tay cần ca. Ở đây á, ban đêm mới nhìn vô cái cảnh cái cầu đẹp lắm. Dạ, đèn không à. Là mình ở bên kia. Mà vô bên mé bên này, mình bên kia kìa. Dạ. Bên cầu bên mé bên kia. Họ đã vui lắm. Rằng đôi ta sớm đến duyên bàn. Chưa kéo đâu. Tàu mình ở đâu có đông đâu, thường là đi 3-4 người ở Minh ơi, ít lắm.